quý hội thánh chúng ta cùng nhau đứng lên. Tạ ơn Chúa nhiều lắm, Chúa ơi, vì Ngài nghe thấy nỗi khổ tâm của chúng con, nghe thấy nỗi khổ cực trên đất này, mà Ngài đã đến thế gian này để chuộc mua tội lỗi chúng con. Xin Ngài hãy đến giờ này, Chúa ơi, trong mỗi tấm lòng chúng con. Tình yêu thương của Ngài lan tràn trong giờ phút này, trong thì giờ này, Ngài ơi.
Nguyện xin Chúa ban mọi sự đến cho chúng con, để chúng con nhớ đến ngày mà Chúa Giêsu đã giáng sinh. Và vì yêu chúng con mà Ngài đã đến đây, Chúa ơi, xin chúng con biết cảm nhận được tình yêu đó mà lan tỏa tình yêu đến cho tất cả mọi người xung quanh. Nhìn dòng người đang đi trong chung bóng trên Ngài xót thương, họ tìm hư danh với những lối ác đầy dối gian. Từ trời Cha ban con duy nhất giáng thế nơi Chúa chiêm, vì cứu muôn người nên con trời hạ sinh. Ngài vào đời trong đêm đang khi khắp chốn còn ngủ mê, chẳng bàn phàn ca gian hay vơi gác vác nệm ấm mềm. Ngài bàn lòng sinh ra trong màn khó, thiếu thốn bao nhiêu phần, tình yêu của Ngài lớn lao hơn vô biên. Ngài giáng sinh nơi đầy khổ đau, đèn phố trong đêm đã khi khắp chốn còn ngủ mê, chẳng bàn phàn ca gian hay vơi gấp vóc nệm ấm mê. Ngài bằng lòng sinh ra trong mắt con, yêu thôi bao nhiêu phần, tình yêu của Ngài lớn lao hơn vô biên. Ngài giáng sinh đầy khổ đau, đàn phó thân cứu người đàn hư mất. Nào hỡi ai hãy về với Cha, đời tối tăm sẽ đưa đêm tươi mơ. Ngài không sinh ra trong vàng bạc, không sinh ra là một vị vua, nhưng Ngài hy sinh, sinh ra trong máng cỏ để có thể trở nên người thân, trở nên thành người cha gần gũi với chúng con, Chúa ơi. Nguyện chúng con trong mùa Giáng sinh này, chúng con biết được điều đó, để đến và cùng nhau tôn ngợi Ngài. Nguyện xin Ngài cũng đưa đường dẫn lối những anh chị em nào đang trên đường đến đây, cũng đến để cùng kịp thì giờ nhóm chúng con, Chúa ơi. Để chúng con biết rằng Chúa sinh ra là vì tội lỗi của chúng con. Chúa sinh ra để chuộc mua cho tội lỗi chúng con, Chúa ơi. Cũng như Ngài hãy
đến động chạm những anh chị em mà chúng con sẽ mời trong mùa lễ Giáng sinh này đến để cùng nghe sứ điệp Giáng sinh Chúa ơi. Vì sao Ngài đến thế gian này? Vì tội lỗi của chúng con. Xin chúng con dâng hết tất cả mọi sự, mọi việc chúng con lên cho Ngài và thành kính cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mời quý hội thánh chúng ta đồng ngồi. Xin chào tất cả quý ông bà anh chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa, mặc dù là thời tiết có khó khăn, lạnh lẽo, nhưng mà Chúa đưa được quý ông bà anh chị em đến đền thờ. Cho nên là chào mừng quý ông bà anh chị em có mặt ở trong đền thờ của Chúa. Cũng kính chào mừng tất cả những ông bà anh chị em theo dõi chương trình của Hội Thánh ở trên livestream. Không biết là quý ông bà anh chị em có để ý không, cái chương trình của chúng ta trong tuần vừa qua lễ tạ ơn. Mục sư thấy ở trên Facebook của chúng ta là chúng ta có được lên tới gần 400 view ở trong cái chương trình tuần vừa rồi. Tức là có nhiều con cái Chúa ở các nơi họ vào và họ xem với chúng ta. Quý ông bà anh chị em, ngay sau lễ tạ ơn á, là chúng ta thấy cái không khí Giáng sinh nó tràn đầy khắp nơi. Nhất là chúng ta được cái đặc ân sống ở tại đất nước Hoa Kỳ này, chúng ta thấy màu sắc Giáng sinh, âm thanh Giáng sinh rộ ra từ ở trong xe chúng ta nghe nhạc cho tới shopping mall, bất cứ nơi nào chúng ta đi, chúng ta thấy cái mùa Giáng sinh đã đến. Đây là cái mùa có thể nói là đẹp nhất và là ý nghĩa nhất ở trong năm. Chúng ta thấy nó lây lan ra khỏi cái cộng đồng Cơ Đốc mà nó vào luôn cả cộng đồng những người không tin, họ cũng mừng Giáng sinh nữa. Nhưng mà có cái điều này, cái mùa Giáng sinh ngoài những ý nghĩa rất là đặc biệt thì cái mùa Giáng sinh cũng là cái sự chuyển tiếp để chúng ta từ cái mùa tạ ơn mà chúng ta bước vào trong năm mới. Cho nên là Hội Thánh cũng sẽ có những cái sinh hoạt, những cái sự chuẩn bị để chúng ta bước vào trong năm mới. Cho nên là mục sư cũng thông báo cho quý ông bà anh chị em biết là chúng ta sẽ có một cái phiếu thăm dò gửi đến cho từng ông bà anh chị em để chúng ta giống như là chúng ta xin lại những cái thông tin cá nhân của mỗi người, cũng như là cái hành trình đức tin của chúng ta. Tức là chúng ta đã biết Chúa như thế nào, chúng ta đã tin Chúa chưa, chúng ta làm phép báp têm chưa, chúng ta có thể học những lớp giáo lý, chúng ta muốn nhận phép báp têm, chúng ta muốn tham gia vào trong những cái sinh hoạt của Hội Thánh. Cho nên là đó là những cái điều mà chúng ta sẽ làm để chúng ta bước vào trong năm mới. Chúng ta sẽ có cái ban chấp hành mới và chúng ta cũng sẽ có cái danh sách của Hội Thánh để cái sự chăm sóc, cái sự cầu thai của mục sư với lại ban lãnh đạo cho từng con dân Chúa sẽ được tốt hơn. Chúng ta tin tưởng là Chúa bao giờ cũng ban cho chúng ta những cái điều tốt hơn và tốt hơn nữa. Cho nên là năm mới nó sẽ tốt hơn năm qua, những gì phía trước chúng ta nó sẽ tốt hơn những gì đã phía sau lưng chúng ta. Bởi vì Chúa là đấng luôn luôn ban cho chúng ta những điều tốt nhất. Amen. Chúng ta cũng cảm tạ ơn Chúa là Chúa cho chúng ta có được công ăn việc làm, có được sức khỏe, có được cơ hội để chúng ta dâng hiến. Cho nên là xin Chúa cũng ban phước lại cho tất cả quý ông bà anh chị em để có cái tâm tình dâng hiến cách vui lòng, cũng như là biết biệt ra để dâng cho Chúa. Cá nhân mục sư hôm nay rất là vui là tại vì cái lần trước mục sư có nói với bà anh chị em, khi mà cái lần đầu tiên mà Isabel là dâng cái được cái tiền phần 10 đầu tiên, hôm nay là Nehemiah dâng cái phần 10 đầu tiên mà Nehemiah có. Cái vấn đề không phải là cái số tiền là bao nhiêu, nhưng mà cái vấn đề muốn tập cho các con để nó biết ơn Chúa và nó có cái khởi đầu, nó đúng ngay từ đầu tiên. Cho nên bây giờ thì chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Chúng ta có đọc bài cầu nguyện chung không ha? Yeah. Xin chúng ta cùng đọc bài cầu nguyện chung. Nếu mà được thì chúng ta cùng quỳ với nhau, bày tỏ lòng tôn kính với Chúa. Mà nếu quý ông bà anh chị em khó khăn thì cứ ngồi không sao cả. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con,
Như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu dấu của chúng con. Chúa ơi, chúng con bước vào ở trong những ngày lễ Giáng sinh. Để chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời nhưng xuống thế làm người, chịu chết, thậm chí chết trên thập tự giá để rồi chúng con có cơ hội được cất tội lỗi mình đi, được trở nên công chính và làm con của Ngài để có được sự sống đời đời. Chúng con biết ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa còn cho chúng con sự sống. Chúa còn cho chúng con có cơ hội, có dịp tiện để chúng con đến thờ phượng tôn vinh Ngài. Con cầu nguyện Chúa ngày ban phước cho mỗi chúng con được phước hạnh của Chúa từ trong thể lý thân thể của chúng con tới tâm hồn chúng con, tâm linh chúng con. Chúng con ý thức được rằng tất cả những gì chúng con có là thuộc về Ngài. Và chúng con cảm ơn Chúa vì cơ hội chúng con được phục vụ Ngài. Nguyện Chúa ngày ban phước lại cho tất cả mọi ông bà, anh chị em. Và nhất là khi chúng con dâng lên cho Chúa, thì Chúa lại ban phước lại cho chúng con. Ngài sẽ ban cho hạt giống cho những người bằng lòng gieo ra. Và xin Chúa ngày mở cửa sổ ở trên trời, đổ phước xuống đến nỗi chúng con không có đủ chỗ chứa. Và Ngài cũng ngăn chặn kẻ cướp phá ở trên những gì mà chúng con có. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ban phước lại cho quý ông bà, anh chị em để chúng con lớn lên trong đức tin và chúng con thực hành sự dâng hiến và đón nhận phước hạnh của Chúa qua sự dâng hiến. Con cảm ơn Chúa. Chúng con cũng dâng cái giờ thờ phượng hôm nay ở trong tay của Chúa. Nguyện Chúa ngài bảo bọc, sức giàu, ban ơn cho chúng con để mọi công việc được vinh hiển danh của Chúa. Chúng con biết ơn Chúa và hiệp ý cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Giờ đây xin chúng ta cứ tự nhiên trong phần dâng hiến. Và Hạnh cũng xin được tiếp lời của mục sư để chia sẻ cái niềm vui Giáng sinh. Thật là kỳ diệu, và chúng ta có suy nghĩ bao nhiêu đi nữa, cái lời lẽ, những ngôn từ của chúng ta có hay ho đi thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể giải thích được hết sự nhiệm màu của Giáng sinh. Và khi mà chúng ta là những con dân Chúa, chúng ta hiểu được lý do tại sao chúng ta vui mừng, phải không ạ? Merry Christmas. Tại sao chúng ta vui mừng? Và chúng ta cũng hiểu được là tại sao chúng ta cần phải đem cái tin lành này joy to the world. Chúng ta đem tin lành này báo ra cho nhân gian, vì đó là tin lành dành cho cả nhân gian, chứ không phải riêng bất cứ ai trong chúng ta. Nhưng trên hết là đêm nhiệm màu, đêm thánh vô cùng, đêm thánh kỳ diệu, đêm thánh nối trời với đất. Nhịp tim của thiên đàng đập cùng nhịp tim của trần thế. Và bài hát Đêm thánh vô cùng là một bài hát hạnh mê đến nỗi mà khi mà mới vừa biết Chúa là năm 1977, chúng ta biết thời gian đó cực kỳ khó khăn, gạo ăn còn không có nữa, chứ đừng nói chuyện gì là đi học đàn, phải không ạ? Vậy mà Hạnh cũng phải đi học làm sao cho được, dù là chỉ được có một bài thôi thì cũng phải đi học. Thành ra nha, ngày hôm nay Hạnh xin được dâng hết tấm lòng của mình lên cho Chúa với cái bài hát đầu đời mà Hạnh học được. Nó vẫn thô thiển như ngày nào, nhưng là tất cả tấm lòng của Hạnh. Và sau đó Hạnh xin được hát một lời ở trong bài Đêm Thánh Vô Cùng từ lời dịch của nhạc sĩ Hùng Lân, mà mỗi lần hát là mỗi lần Hạnh xúc động đến tận cùng trái tim của mình. Thành ra xin mời Hội Thánh cùng thờ phượng qua
đêm thánh vô cùng. Vâng, mọi vinh hiển tôn quý thuộc về Ngài. Mang nêm cơ hàn đã xuống đây, mang thân của con người trong kiếp, trong cõi trần thế này. Nhấp trên phiền. Chúa ơi, Ngài đã mang bao nhiêu chén phiền, bao nhiêu chén đắng để chúng con được hưởng sự ngọt ngào của thiên đàng. Vì Ngài đã mời gọi chúng con hãy đến và nếm thử Chúa là ngọt ngào dường nào. Vương phong trần, than ôi Chúa thương người đến quên mình. Đương thân Chúa sinh thành, ai đang sống trong là thù nhớ rằng Chúa đang đền bù. Tạ ơn Chúa. Chúng ta cùng xem hai câu kinh thánh được chiếu lên. Mục sư mời hội thánh cùng đứng lên ha. Chúng ta cùng đọc lời Chúa chung với nhau. Chúng ta cùng đọc. Nàng sẽ sinh một trai. Ông hãy đặt tên là Giê-xu, vì con ấy sẽ giải cứu dân ta ra khỏi tội. Tại cái bản dịch này nó hơi lạ, chúng ta đọc lại. Nàng sẽ sanh một trai, ông hãy đặt tên là Giê-xu, vì con ấy sẽ giải cứu dân ta ra khỏi tội. Câu thứ hai. Ngày hôm sau, khi thấy Đức Chúa Giê-xu đến với mình, dặn nói: kìa chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ngày hôm sau, khi thấy Đức Chúa Giê-xu đến với mình, dân nói: kìa chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi thế gian đi. Chúng ta cầu nguyện. Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài cho chúng con học được lời của Ngài. Ngài là giáo sư lớn dạy dỗ chúng con.
cho mỗi người chúng con nghe được tiếng của Chúa một cách riêng tư cho cá nhân của mình. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Kính mời Thánh An Toàn. Mùa Giáng sinh đến quý ông bà anh chị em. Chúng ta, nếu mà chúng ta hỏi cái mùa Giáng sinh, nếu mà gọi là Joy to the World, nãy cô Hạnh có đề cập á, hỏi vui cái gì, cái gì là cái vui, thì chúng ta sẽ thấy rằng mọi lứa tuổi sẽ có nhiều cái vui khác nhau, phải không? Chúng ta thấy là bậc phụ huynh thì mong là con cái sẽ về có cái họp mặt, học trò thì vui quá được nghỉ học, phải không? Rồi chúng ta thấy cái mùa này là cái mùa mà trai gái yêu đương hẹn hò gì đó, có những bài quỳ bên hang đá rồi cầu nguyện với nhau, phải không? Rồi chúng ta thấy là tất cả mọi nơi, nào là âm nhạc, nào là trang trí. Nhưng mà quý ông bà anh chị em, thực ra thì chúng ta thấy rằng có nhiều điều sẽ diễn ra trong cái mùa Giáng sinh, nhưng mà không hẳn tất cả những cái đó là cái mục đích của lễ Giáng sinh. Hôm nay chúng ta học, một sư xem lại ở trong năm trước á, thấy là chúng ta học với nhau về những nhân vật ở trong lễ Giáng sinh. Chúng ta học về với nhau phải dành chỗ cho Chúa ở trong lễ Giáng sinh. Năm nay mục sư muốn chúng ta học để hiểu về mục đích của lễ Giáng sinh. Nó có thể là không có quen thuộc lắm với chúng ta, nó có thể là không có cảm thấy hấp dẫn lắm đối với chúng ta, nhưng mà nó là rất là thiết thực cho cái niềm tin của chúng ta. Giống như là chúng ta mừng cái lễ Giáng sinh, nhưng mà không phải chỉ là mừng lễ Giáng sinh mà hiểu rõ tại sao chúng ta mừng lễ Giáng sinh. Chúa ban cho lễ Giáng sinh không phải là ý tưởng của con người mà là ý tưởng của Thượng Đế. Không phải để cho chúng ta thêm một ngày lễ, không phải là để cho chúng ta trang hoàng, chúng ta ăn tiệc, chúng ta mua sắm. Nhưng mà Chúa có những cái lý cớ đặc biệt cho cái mùa lễ Giáng sinh. Mà hôm nay ở trong cái sứ điệp đầu tiên mục sư muốn học với ông bà anh chị em, đó là Chúa đến để giải quyết cái vấn nạn lớn nhất của nhân loại, đó là tội lỗi. Chúa giáng sinh để cứu dân mình ra khỏi tội. Điều đó được dựa trên Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 21. Mục sư đọc cái bản theo bản cũ. Thực ra cái bản mới này, thôi đọc cả hai cho quý vị nghe ha. Nàng sẽ sanh một trai, ông hãy đặt tên là Giê-xu. Thì lúc trước cái bản cũ mình hay nói là ngươi, nhưng mà đặt ông thì nó cũng hay. Vì con ấy sẽ giải cứu dân ta ra khỏi tội. Thực ra cái bản dịch mới, cái chữ giải cứu này hay hơn. Là tại vì cái chữ đúng trong cái ý nghĩa là chữ deliverer, tức là đấng cứu ra khỏi, giải cứu. Thì cái chữ giải cứu hay hơn là cái chữ cứu mà trong bản cũ có. Do vậy mục sư đọc luôn cái bản cũ. Ngươi sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Ở đây dịch cái bản mới gọi là cứu dân ta. Cái bản dịch đó cũng tốt hơn. Không phải là cứu dân mình. Chúa đang nói đây là Chúa nói là Chúa dân của Chúa đó. Dân của ta chứ không phải là dân tụi mình. Không phải. Nhưng mà ở trong cái đó cái ý chính là gì? Chúa xuống thế gian này để cứu dân mình ra khỏi tội. Chúng ta không bao giờ muốn đến một cái buổi tiệc Giáng sinh hay đến Giáng sinh mà đề cập tới tội lỗi. Đang cái ngày chỗ vui của người ta tự nhiên đề cập tới tội lỗi làm chi. Cái chỗ đó đừng có đề cập đến. Nhưng mà thực ra quý ông bà anh chị em, cái vấn nạn tội lỗi mới dẫn tới cái việc Chúa Giáng sinh. Hay nói khác hơn là sự hiện diện của lễ Giáng sinh là tại vì sự hiện diện của tội lỗi. Chính vì tội lỗi của chúng ta mà Chúa mới đến. Giống như trong Kinh Thánh nói rằng người thầy thuốc đến là vì bệnh nhân và Chúa đến là vì tội nhân. Nếu như mà không có tội lỗi của chúng ta thì Chúa không có xuống mà chịu chết. Cho nên là hôm nay cái mục đích đầu tiên của lễ Giáng sinh mà chúng ta học, đó là Chúa đến để cứu dân của Ngài ra khỏi tội. Quý ông bà anh chị em, Chúa chúng ta là đấng hoàn hảo và trọn vẹn, cho nên Ngài không có chấp nhận được những gì mà không có hoàn hảo. Mà Kinh Thánh nói rằng mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chúng ta không ai đủ cái tiêu chuẩn mà Chúa đề ra về sự công chính, về sự vinh hiển của Ngài cả. Giống như là bây giờ người ta quy định là đi thi là 100 điểm mới đậu. Chúng ta có thể vỗ ngực nói tôi được 98 điểm thì chúng ta cũng rớt.
mà người có 8 điểm thì cũng rớt. Cả nhân loại đều rớt, cả nhân loại đều phạm tội. Cái chữ tội ở trong ý nghĩa trong Kinh Thánh có nghĩa là miss the mark, có nghĩa là một cái người bắn cung mà không có vào được hồng tâm mà bị trệt đi, thì cái đó là cái ý nghĩa của phạm tội. Phạm tội có nghĩa là chúng ta không có đạt được cái hoàn hảo mà Chúa muốn cho mọi đời sống của chúng ta. Và khi Chúa hoàn hảo thì Ngài không chấp nhận những cái gì mà không hoàn hảo của chúng ta. Bây giờ chúng ta nói, nếu mà Chúa đến để cứu dân mình ra khỏi tội, đầu tiên chúng ta phải nói tới tội. Tội thì chúng ta biết rằng tội xuất phát, cái nguyên tội, cái khởi nguyên của tội lỗi là trở về với sáng thế ký, khi Adam và Eva là những con người đầu tiên bất vâng phục Chúa và ăn trái cấm, phạm tội. Và khi họ phạm tội thì họ mất cái sự thông công với Chúa và họ bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Và chúng ta có thể nói rằng, như vậy thì bây giờ xử tội chúng ta là không công bằng, tại vì lỗi đó là lỗi của Adam chứ không phải là lỗi của chúng ta. Nhưng mà chúng ta sanh ra không có cha mẹ nào cần phải dạy cho chúng ta làm xấu, chỉ dạy cho chúng ta làm tốt. Chúng ta vốn là xấu, chúng ta tự nhiên là biết ích kỷ, tự nhiên là biết là nói dối. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng chúng ta càng lớn lên á, thì không phải chỉ có cái nguyên tội không, mà bắt đầu chúng ta có cái tội riêng của mình gọi là kỷ tội. Tức là ngoài cái nguyên tội mà chúng ta được di xuống, được di truyền xuống là từ tổ phụ của chúng ta cũng có cái kỷ tội, tức là cái tội riêng của chúng ta. Tội từ ở trong tư tưởng, ở trong lời nói, ở trong việc làm của chúng ta. Và Kinh Thánh cũng nói rõ là tiền công của tội lỗi là sự chết. Có nghĩa là nếu chúng ta đã phạm tội thì cái giá trả của tội lỗi là sự chết. Mà ở đây khi mà chúng ta nói phạm tội là chúng ta không có so sánh với nhau. Chúng ta không có nói rằng tội tôi là nhẹ, tội anh là nặng. Nhưng mà đã phạm tội là phạm tội ở trước mặt Chúa. Bây giờ chúng ta nói với lại thân hữu mùa Giáng sinh, chúng ta nói là quý vị chúng ta ai cũng phạm tội. Có nhiều người họ rất là bất ngờ, là tại vì họ không hiểu cái cách nói của chúng ta. Họ nói tội cái gì? Tôi không có tà dâm, không có cướp của, tôi không có giết người, tôi chưa từng ở tù ngày nào mà nói là tôi là tội lỗi là như thế nào? Là tại vì khi mà họ nói như vậy đó, là họ đang dựa trên cái tiêu chuẩn của luật pháp của con người đưa ra. Và họ thấy rằng họ giữ được những điều đó thì coi như là họ không có tội. Nhưng mà khi mà chúng ta nói rằng cả nhân gian này đều có tội, là chúng ta dựa trên sự vinh hiển của Chúa, sự hoàn hảo của Chúa. Cho nên là tất cả chúng ta đều có tội, từ ở trong tư tưởng, lời nói, việc làm của mình. Mà chính vì cái chỗ mà chúng ta nhận ra được tất cả chúng ta đều có tội đó, quý ông bà anh chị em, chúng ta mới thấy là cơ đốc nhân của chúng ta là con đường duy nhất qua Chúa Giê-xu để giải quyết vấn đề tội lỗi của chúng ta. Tôi không cần biết những tôn giáo khác là tôn giáo nào và giáo chủ của họ là ai. Nhưng một khi giáo chủ của họ là con người thì là có tội. Mà đã là có tội thì không cứu người khác ra khỏi tội được. Giống như hồi nhỏ chúng ta học giáo lý, trong đó là có cái con khỉ nó bị rớt xuống vũng lầy và nó cố gắng để nó cứu nó ra khỏi vũng, nó nắm, nó kéo nó, phải không? Nó càng kéo nó càng bị lúng, mà nó càng giúp người khác thì nó càng lúng. Chỉ có khi nào có một cái thế lực từ bên ngoài để có thể lôi nó ra khỏi cái vũng lầy đó. Chỉ có Chúa là đấng vô tội thì mới xuống để giúp cho chúng ta ra khỏi tội lỗi được. Cho nên các giáo chủ khác chúng ta kính họ, là tại vì chúng ta thấy cái nỗ lực ở trong cái sức của con người để tu luyện đạo đức của mình, để trao dồi, chúng ta kính. Nhưng mà chúng ta biết họ vẫn phải chết vì tội lỗi của họ. Cho nên là họ không thể nào cứu chính họ hay bất cứ người nào ra khỏi tội được. Chỉ có Chúa chúng ta mới có thể làm được điều đó. Bởi vì Chúa chúng ta không bị cái nguyên tội và trong Ngài cũng không hề có tội. Khi mà Chúa giáng sanh thì bởi nữ đồng trinh Mary, nữ đồng trinh Mary, tức là Mary thụ thai bởi Thánh Linh, không bởi một người nam, không bởi một con người nào. Cho nên là trong Ngài không có bị di truyền xuống cái nguyên tội và trong Ngài cũng không hề có tội. Cho nên là Chúa mới là đấng duy nhất để có thể làm được cái công việc xuống thế gian này để cất tội lỗi của chúng ta.
Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21, chúng ta thấy cái giải pháp mà Chúa đưa ra để cứu dân mình ra khỏi tội. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21 nói như vậy: Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Như vậy thì cái giải pháp của Chúa, Chúa đưa con của Ngài xuống thế gian này là đấng hoàn toàn không có tội, nhưng mà gánh hết tội lỗi của nhân gian ở trên thân của Ngài, chịu chết trên thập tự giá. Cho nên Ngài là đấng vô tội trở nên tội để cho chúng ta là những người có tội thì nhận lấy sự công chính của Ngài. Sự công chính tới mức độ nào? Sự công chính của Ngài là không hề có tội, sự công chính trọn vẹn hoàn toàn. Và như vậy thì chúng ta mới được Đức Chúa Trời chấp nhận. Cho nên nó có một cái sự hoán đổi thiêng liêng ở tại thập tự giá mà Chúa chết để gánh tội lỗi cho chúng ta. Như tôi nói, nhiều lúc chúng ta nói tới Giáng sinh, chúng ta không muốn nhắc tới tội lỗi, nhưng mà đó là lý cớ mà Chúa xuống thế gian này. Nhưng mà mục sư cũng biết rất là rõ, có nhiều người vào trong đền thờ, vào trong những buổi tiệc Giáng sinh, dù là nhạc rất là vui, dù là không khí rất là náo nhiệt, nhưng mà họ vẫn có một cái gánh nặng mặc cảm tội lỗi đè ở trên họ. Họ biết rằng họ không ra khỏi được cái tội lỗi đó. Có nhiều người ngại đến nhà thờ là nghĩ rằng bởi vì mình có tội lỗi, mình không xứng đáng. Chính vì vậy mà họ cần phải biết cái phúc âm. Nãy cô Hạnh có nói là mình cần phải đi rao cái tin mừng đó cho mọi người, là cái tin mừng rằng họ có tội, mình có tội, nhưng mà cái tội đó đã được trả rồi. Vấn đề là chúng ta có nhận cái món quà của Thượng Đế hay không mà thôi. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho, tức là cái phần thưởng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời cho những người bằng lòng tin. Chúng ta nói tới tội lỗi, chúng ta cũng nói một chút. Ở trong Cựu Ước của ông bà anh chị em, mỗi năm thầy tế lễ thượng phẩm dâng tế lễ để quản cái hình phạt ở trên con người. Tức là cứ mỗi năm phải dâng, chỉ là Kinh Thánh nói rằng để che giấu, che khuất cái tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà chỉ có Chúa xuống để cất tội lỗi chúng ta đi. Cái chữ cất này không phải đem bỏ vô tủ cất, mà cái chữ này là take away, tức là cất bỏ hoàn toàn một lần sạch sẽ những cái tội lỗi của chúng ta. Cho nên là trong Cựu Ước á, thì nó là một cái chương trình mà Chúa chỉ làm chậm trễ lại cái sự hình phạt. Của lễ đó vẫn được lặp đi lặp lại như là một cái sự nhắc nhở tội lỗi họ vẫn còn. Nhưng mà Chúa Giê-xu đến thì gánh một lần đủ cả. Cho nên hồi nãy mục sư có đọc cái câu Kinh Thánh, khi mà ông dân ông thấy Chúa Giê-xu, ông nói này: kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Đó là cái sứ mạng, là mục đích của lễ Giáng sinh. Chúa đến gánh tội lỗi và cất tội lỗi của chúng ta đi. Chúng ta không còn phải lo sợ vì tội lỗi, chúng ta không còn bị mặc cảm tội lỗi, chúng ta không còn bị ma quỷ kiện cáo ngày và đêm. Khi chúng ta giao phó mình cho Chúa, chúng ta đón nhận sự công chính của Chúa, tội lỗi đó được cất đi. Nói như vậy để cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu sanh ra là để chết, quý ông bà anh chị em. Cho tới lần này mục sư học, mục sư mới thấy được một điều. Khi mà Kinh Thánh nói rằng các ngươi sẽ được cái dấu chỉ này, đó là một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Thì trước kia mục sư học được một cái điều mà được bày tỏ cho mình, nói rằng ở trong máng cỏ là cái nơi mà cho thú, súc vật nó ăn, chiên nó ăn, thì người ta bỏ cỏ vào trong đó. Cho nên cái dấu chỉ đó có thể là báo cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu là cái nguồn sự sống, là thức ăn cho chúng ta. Nhưng mà lần này khi mục sư chuẩn bị cái sứ điệp này, mục sư lại học được cái quý bà anh chị em. Khi mà Kinh Thánh nói là bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ, thì cái khăn đó nó không phải là cái khăn bình thường, mà cái chữ đó là cái chữ swaddling clothes, tức là cái khăn mà người ta quấn xác chết, quý bà anh chị em. Đó là cái khăn liệm. Đó là cái khăn cũng giống như là khi Lazaro được quấn cái vải liệm rồi đem đi chôn vậy. Tức là giống như những cái thời kỳ mà mâm mì mà người ta quấn cái xác người ta đem đi chôn vậy đó. Thì cái vải đó là cái vải để quấn xác chết. Như vậy thì Chúa Giê-xu sanh ra
Từ đầu tiên khi mà giới thiệu về Ngài thì Ngài mới sanh ra là đấng quấn khăn cho sự chết. Chúa sanh ra là để chết cho chúng ta, là để gánh tội lỗi cho chúng ta. Như vậy nếu mà ngày nay chúng ta hiệp lại với nhau, chúng ta mừng lễ Giáng sinh thì phải mừng cho đúng lý cớ. Không phải mừng là bởi vì có bàn ăn, có bàn nhậu, có nhạc, có vui chơi, có đèn, có ánh sáng. Quý ông bà anh chị em, chúng ta hiểu tất cả những gì diễn ra trong mùa Giáng sinh. Nếu chúng ta thấy đèn văng khắp mọi nơi thì chúng ta phải nhớ Chúa đến là sự sáng của thế gian. Nếu mà trong Giáng sinh chúng ta thấy rằng có sự trao đổi quà với nhau thì chúng ta phải nhớ rằng cái món quà lớn nhất mà chúng ta có đó là Con Một Đức Chúa Trời ban xuống cho chúng ta. Có biết bao nhiêu điều mà chúng ta làm nhưng mà chúng ta không hiểu rõ tại sao chúng ta làm. Cho nên hôm nay mục sư muốn kết lại để nhắc như vậy. Nếu chúng ta mừng lễ Giáng sinh thì cần phải mừng là bởi vì nợ đã được trả. Đời sống vĩnh cửu mà Chúa ban cho chúng ta qua sự chết của Ngài, đó là điều mà chúng ta mừng. Nó giống như vậy nè quý ông bà anh chị em. Cái ví dụ này có thể là nó không được trọn vẹn lắm, nhưng mà một sự thấy, ví dụ như chúng ta muốn mua một cái xe hay chúng ta muốn mua một căn nhà, nhưng mà cái credit score của chúng ta thấp quá, cái tín dụng của chúng ta yếu quá, thì chúng ta không có đủ sức để đạt được cái điều đó. Thì phải có một người mà một sư thấy mỗi lần đi mua xe nó hỏi tín dụng mình có excellent không, phải không, có good không, tức là họ coi cái tín dụng mình ở mức độ nào để mình có thể cosign, mình có thể đỡ đầu cho cái người kia để có thể đạt được cái điều đó. Tôi và quý ông bà anh chị em không ai đủ điểm tín dụng để có thể vào được thiên đàng cả. Và Chúa là đấng trọn vẹn xuống chết để cho chúng ta được cậy vào cái điểm tín dụng của Chúa. Chúa chuyển cái điểm tín dụng đó vào trong cái account của chúng ta, để rồi chúng ta đủ cái điều kiện để vào được thiên đàng của Chúa. Cho nên nếu mà chúng ta mừng lễ Giáng sinh là cảm ơn Chúa, tội lỗi con được tha và con được sự sống đời đời. Christmas cũng là cái thời điểm để nhắc chúng ta phải rao báo, phải chia sẻ, phải làm chứng. Ở trong Văn Nhất đoạn 2 câu 2 nói như vậy: ấy chính Ngài làm của lễ chuộc lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. Như vậy thì chúng ta ngồi ở đây, chúng ta biết là Chúa chết vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà Chúa nói không phải chỉ chúng ta không, mà Chúa chết cho cả thế gian. Nhưng mà họ thì chưa biết cái tin mừng đó. Chính vì vậy chúng ta phải đi ra để báo cho họ biết cái tin mừng đó, để họ có cái sự lựa chọn để đón nhận cái tin mừng đó cho chính họ, để họ cũng được cứu. Chúng ta thí dụ chúng ta đi làm từ thiện đi, chúng ta đến một cái làng miền cao, chúng ta nói với lại tất cả dân ở tại đó, tất cả mọi người đều được một cái món quà. Thì như vậy thì cái quà ai cũng có như nhau. Nhưng mà người nào tin để đi ra để nhận quà thì người đó mới có quà. Cho nên nó có hai cái điều. Cái thứ nhất là họ phải nghe được cái tin tốt lành đó. Và cái thứ hai là họ phải có cái sự lựa chọn là có bằng lòng nhận cái món quà đó hay không. Đúng là Chúa xuống để cất tội lỗi thế gian đi, và Ngài cất tội lỗi của cả thế gian chứ không phải là riêng một người nào. Tình yêu của Chúa là cho mọi người, nhưng mà cho mỗi người nữa. Và chúng ta có cái sự lựa chọn của mình là chúng ta có đến để nhận cái món quà đó không. Cho nên một sư chọn cái bài này là cái bài đầu tiên của cái mùa Giáng sinh để nhắc với chúng ta, để chúng ta biết ơn Chúa. Chúa sanh là để chết và chúng ta được tha thứ tội lỗi. Quá khứ, hiện tại và tương lai, Chúa đã có cái giải pháp cho chúng ta. Tội lỗi của chúng ta không có lớn bằng huyết báo của Chúa Giêsu. Ngài đã rửa cho chúng ta và tha thứ cho chúng ta. Nhưng mà một sự dùng cái sứ điệp này đầu tiên là cũng để nhắc cho chúng ta hãy bắt đầu cầu nguyện để chúng ta có thể mời được những người bạn, để chúng ta thấy rằng trong cái mùa này chúng ta có được tin mừng. Cái tin mừng là cái tin phải được rao báo với bà anh chị em. Tôi thấy quý bà, quý cô chỉ cần nghe nói trong mo mà sale thôi là đã gọi sùm, đã gửi tin nhắn đủ thứ hết.
Trong lúc mà chúng ta ở đây có một cái tin mừng quá lớn, giải quyết cái vấn đề tội lỗi của chúng ta trong đời này, cho chúng ta sự sống đời đời, mà chúng ta nói là chúng ta làm ngơ, chúng ta không có chia sẻ với người khác, thì như vậy nó thật sự chưa phải là quá lớn đối với chúng ta. Cho nên là Chúa chết cho cả thế gian nữa. Cho nên là một sự ước ao quý ông bà anh chị em ngay từ tuần này á, xin Chúa Thánh Linh nhắc cho mình, để mình coi có một hai cái tên nào, cái tên họ nào mà mình Chúa Thánh Linh nhắc với mình. Có thể là một người cùng làm việc chung, có thể là một người đi học chung, có thể là một người trong bà con của mình, mình đặc biệt được nhắc nhở, mình cầu nguyện quý ông bà anh chị em. Tối hôm qua một sự thức để hòa lòng với lại Việt Nam, cái chương trình truyền giảng An Bình ở tại Hà Nội, và ngàn người ra để đón nhận. Nhưng mà có một cái điều một sư thấy rất là hay, đó là trước đó một hai tuần hay là cả tháng gì đó, là họ gửi ra những cái gọi là thách thức cầu nguyện. Thách thức cầu nguyện tức là họ muốn rằng mọi người ghi xuống những cái tên, một vài cái tên, và cầu nguyện trước khi là cái ngày lễ Giáng sinh, cái kỳ truyền giảng nó xảy ra. Một sư muốn đem điều đó với chính mình và quý ông bà anh chị em. Chúng ta từ trước tới nay hội thánh chúng ta thường là chúng ta kỳ vọng vào cái cộng đồng, những người bạn mà chúng ta có, và cứ mỗi ngày lễ thì chúng ta có một số người đã đến với mình. Nhưng mà một sự tin chắc rằng mỗi chúng ta cũng có những người đi làm chung với chúng ta, đi học chung với chúng ta, những người mà Chúa Thánh Linh nhắc cho mình, thì hãy bắt đầu cầu nguyện cho họ ngay từ tuần này. Amen quý ông bà anh chị em. Một tên, hai tên cũng được, nhưng mà chúng ta bắt đầu từ tuần này. Là bởi vì Chúa không phải chỉ cất tội lỗi của chúng ta, mà cất tội lỗi cả thế gian. Và đó là tin mừng lớn. Amen. Amen. Hôm nay cũng rất là đặc biệt, là cái tuần đầu tiên của tháng 12 chúng ta bắt đầu suy niệm về lễ Giáng sinh, thì chúng ta lại có tiệc thánh. Nó lại trùng với cái sứ điệp mà một sư nói là Chúa đến là để sanh ra, là để chịu chết. Cho nên là khi chúng ta đến dự lễ Giáng sinh, chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì sự tha thứ của Chúa. Và khi chúng ta đến bàn tiệc của Chúa dọn ra cho chúng ta, thì chúng ta cũng nhắc nhở là thân Chúa vỡ ra, huyết Chúa đổ ra trên thập tự giá, là để trả cái giá tội lỗi của chúng ta, và để cho chúng ta được sự cứu. Thực ra cái chữ salvation ở trong Kinh Thánh, nó không phải chỉ cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi được vào thiên đàng, nhưng mà nó là một cái chữ mà đem tới một cái ý nghĩa như là một cái gói phước hạnh vậy đó. Nó đem tới cái sự chữa lành, nó đem tới cái sự phục hòa, nó đem tới những cái sự bình an, shalom cho chúng ta ở trong cái sự cứu rỗi của Ngài. Cho nên mà khi chúng ta đến bàn tiệc của Chúa, thường hội thánh truyền thống nói rằng chúng ta phải dọn lòng mình đến nhận. Thật sự chúng ta đến để xưng tội lỗi của mình ra, không phải để được cứu, nhưng mà xưng ra vì biết rằng Chúa đã cứu. Chúng ta xưng ra với cái lòng biết ơn, đón nhận cái sự tha thứ của Chúa. Và chúng ta cũng đón nhận cái sự chữa lành của Chúa, cái sự bình an, shalom mà Chúa ban cho mỗi chúng ta. Amen. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con đừng quá vội vã ở trong mùa Giáng sinh này. Chúng con có một chút thì giờ chậm lại, có một khoảng lặng để suy tư, để chúng con biết rằng thật sự chúng con là những tội nhân mà Chúa sanh ra là để chịu chết, để gánh tội lỗi của chúng con. Chúng con biết ơn Ngài. Và Chúa ơi, khi chúng con đến với bàn tiệc của Ngài, chúng con cầu xin Chúa Ngài tha thứ tội lỗi của chúng con. Những tội lỗi có thể trong tư tưởng chúng con, trong lời nói chúng con, trong việc làm của chúng con.
Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài chết và tha thứ những tội lỗi đó cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con đến bàn tiệc với sự vui mừng, với sự tự tin và với sự kỳ vọng là chúng con sẽ nhận được linh năng, linh quyền ở trong thân và huyết của Ngài, nhận được sự chữa lành và năng lực của Chúa ban cho. Chúng con đến cũng được sự nhắc nhở là chúng con có trách nhiệm đi ra rao truyền sự chết của Chúa cho mọi người, bởi vì Chúa xuống chết để cất tội lỗi không phải của riêng chúng con mà của cả thế gian. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cùng dừng. Tôi xin muốn chia sẻ với quý vị một cái ý tưởng trước khi chúng ta nhận chén với nhau. Sáng nay chúng ta học Kinh Thánh với cô Hạnh. Giống như Phaolô có một cái câu chuyện cuộc đời của Phaolô. Và Phaolô mỗi lần có cơ hội là chia sẻ. Có nhiều lúc Chúa nói rằng cái người mà tội lỗi nhiều, được tha thứ nhiều thì lại biết ơn nhiều. Một sự ước ao rằng chúng ta thấy được cái tội lỗi của mình, để thấy được sự tha thứ của Chúa lớn cho mình, để mình biết ơn nhiều hơn. Mục sư có lẽ là đã kể quý vị rồi. Có một năm ở trong cuộc đời của mục sư Isabel là nó bị đau ở trong cái mùa thương khó phục sinh. Đau rất là nặng. Cứ ho suốt đêm. Mà tụi này đi bác sĩ cho thuốc, cầu nguyện, công bố những gì làm được. Cháu vẫn sốt, vẫn ho. Mục sư nhớ trong cái đêm hôm đó, giống như là mình bấn quá rồi. Cái mình là My God, giống như là trời ơi vậy đó. Như là thì ngay lúc đó thì Chúa Thánh Linh có một cái giống như là một cái suy nghĩ đến ở trong, cho một sự cái suy nghĩ đến trong tư tưởng của mình. Chúa nói là con đang nhìn con gái của con mà nó bị đau, mà con đã đau tới mức độ như vậy, con có cảm nhận được ta khi ta nhìn con của ta chết ở trên thập tự giá không? Mà nó là vô tội mà chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con. Lạ lắm, có những lúc Chúa cho xảy ra những cái việc như vậy. Một sự khóc và nói là con cảm ơn Chúa vì con của Ngài chết cho con. Thì khi mà một sự cảm ơn Chúa, cầu nguyện xong với bà anh chị em, Isabella tức khắc được lành. Hôm sau coi như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Có những lúc Chúa muốn đưa ra một những cái tình huống và Chúa muốn bày tỏ một cái khải thị gì đó cho mình. Từ đó một sư mới bắt đầu hiểu được rằng mình không có máy móc trong những cái lễ tiệc thánh hay là những cái mùa thương khó,
để mình nói với những điều gì mình hiểu ở trong đầu. Nhưng mà có những lúc mình phải có qua những cái trải nghiệm để mình cảm được. Cho nên là mùa Giáng sinh đừng có để nó quá vội vã với những cái party, với bao nhiêu những cái sự kiện, ngay cả sự kiện của nhà thờ. Nhưng mà hãy có nhiều lúc ngồi riêng tư mình cầu nguyện, nghe nhạc thánh ca, để những cái lời ca đó vào ở trong lòng của mình, và mình biết ơn Chúa về những gì Chúa làm cho mình. Amen. Xin chúng ta cùng dựng. Quý hội thánh chúng ta vẫn cứ đứng, nguyện xin chúng ta cùng nhau hát tôn vinh Chúa, tiếng hát thiên thần.
mời mục sư cầu nguyện bế lễ và chúc phước. Mục sư chia sẻ một ý nữa là chúng ta cầu nguyện. Ở trong cái mùa Giáng sinh, chúng ta sẽ có nhiều việc chúng ta sẽ làm để thờ phượng Chúa. Nhưng mà khi chúng ta có nhiều ý tưởng thì cũng có thể là chúng ta sẽ có nhiều sự tranh luận, sẽ có những điều vui lòng, có những điều chúng ta cảm thấy không hài lòng. Rất là dễ bị mất cái niềm vui ở trong lễ Giáng sinh. Cho nên là chúng ta cảnh giác cái điều đó. Với lại, hãy ý thức được rằng Chúa tha thứ chúng ta nhiều chừng nào để rồi chúng ta có thể tha thứ nhau để có một cái niềm vui trọn vẹn. Amen. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì lời Chúa nhắc chúng con ngày hôm nay. Một trong những mục đích mà Chúa xuống thế gian này đó là cất tội lỗi của thế gian đi. Giải quyết cái nan đề lớn nhất của nhân loại là tội lỗi để dẫn chúng con vào sự chết. Bây giờ chúng con nhận được sự sống từ nơi Chúa, chúng con biết ơn Ngài. Nguyện Chúa ban phước giúp cho chúng con để chúng con đi ra và chúng con biết ơn Chúa và chúng con muốn chia sẻ cái niềm vui đó, cái tin mừng đó cho những người thân của chúng con để mời họ đến, để họ cũng đón nhận được cho chính mình. Con cảm ơn Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ngôi, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con, quyền năng và sự thông công của Chúa Thánh Linh ở cùng toàn thể hội thánh của Chúa từ nay cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen. Mời quý hội thánh chúng ta cùng ngồi. Dạ, xin hội thánh cùng ngồi và hạnh xin có được một vài lời chia sẻ. Quý vị, anh chị em chúng ta đến đây có người đã nhiều năm, có người cũng chỉ rất là mới gần đây được một số lần. Nhưng Hội Thánh luôn tin rằng tấm lòng của chúng tôi mở rộng chào đón từng người như Thiên Chúa chào đón quý vị. Tất cả chúng ta đều được welcome ở đây. Và đó là sứ mạng của Hội Thánh. Vì Hội Thánh không gì khác hơn là một gia đình lớn của Đức Chúa Trời. Và nếu Chúa chấp nhận tất cả chúng ta thì không ai có thể loại trừ chúng ta được, phải không ạ? Thành ra xin Hội Thánh cũng như tất cả các anh chị em luôn vui và cảm thấy cái đó là ước ao của Hội Thánh, cảm thấy mình được belong, mình thuộc về chỗ này, mình được welcome ở đây, mình sẽ được đón tiếp ở đây với tất cả sự trân trọng nhất. Và dĩ nhiên trong những cái mối liên hệ thì đôi khi có những cái sơ suất nào đó thì cái đó không bao giờ là ý định của tất cả bất cứ ai trong chúng ta. Thành ra xin chúng ta hiểu điều đó và giống như mục sư nói, chúng ta tha thứ lẫn nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Dạ, hãy xin tạ ơn Chúa và xin được gói lại chương trình của chúng ta ở đây. Chúng ta không bao giờ kết thúc, không bao giờ kết lễ, mà lễ là suốt cuộc đời của chúng ta, trong từng hơi thở sống của chúng ta. Nhưng chúng ta gói lại chương trình thờ phượng ở đây và xin được chào tất cả các anh chị em đã cùng thờ phượng với chúng ta trực tuyến. Và ở tại đây thì xin mời tất cả chúng ta cùng ra bữa sau, ra sau để bữa nay chúng ta có bữa ăn đặc biệt do chính cô Thanh đã